Sạch cái đây này cứ tệ tơn nâng rương vì khổ đài ni môn tự ổ nâng xóa là tài bệ hà non mùi bệ ổng vì bố bệ hà non chỉ nhận thôn nâng khổng hẹt chỉ nhận đại bàn xôn xóm nâng áp hình nha chán cứ lốt dù thà bệ hà rì chía đài ni môn vì khổ xong hơi mật bàn bằng quả bệ kê chặt cháy nâng bệ cót chia bệ ổng nâng miên hẹt nà ni môi hơi bệ ổng bệ cót chì phlech nâng xma ở đây rồi có đòi xa hết nà nị mùi hai bàn chì bận bàn ở kê thoái nơi chẳng hạn bận bàn tu bây chì bị khổ thằng lai xê ổng nị môn tượng ổ dạng ná có bệ hà non nâng nâu đại cung nâu thay mộc tà tu chẳng hạn nâng tật đài chẳng hai bàn chì nhẹ đại miền bồn trà ơn đôi chìa kẹ xa vẹ thằng pi kẹ xa vi ca thằng pi rồi có ủ ba sọ tiếng phi ở ba sĩ ca tiếng phi tiếng phạm bay nhẹ ní bộ nâng bệ hà non phóng cư thả chỉ nhẹ đại miên bọn chán chỉ nhẹ dù đấng chỉ nhẹ thuôn lực nông hẹt chẳng hói lộ ọt bàn dương nì môn chân tề lực nông thay nó bệ chía có bàn dương màu khăn còn lại như điệp chọn phò thoại bị khổ sống khơi nè bệ hà non mùi ông ánh xu lộ mì chà tương lai từ na ọt nì môn màu tì rứng bàn sẽ nạp đồng lần tới của khảo khẩn khăn nâng bị khổ sòng thà bị khổ sòng nâng ọt phơ sức đầy sạch sạch mùi bà ông sọc bà ông không nì môn ai mọc tự tuôn chẳng hàn hói ọt nì môn mọc tiệt nà chẳng tớ vâng tự chụp bà sạch mà sạm bụt krap tu bà ông thà mọc bì hát ở bây bàn bị khổ tương lai nâng bình phơ nâng sức đầy sạch sạch chẳng bù rì chù vẹn bà phân nhóm bà ông giang tiệt chẳng hàn nhóm bà ông rìp chóm tiếng phần mà nâng cư thà nâng xo đọt đài hãy chăm bơ bà sà mà xăm bút bà ông trung trác bọ xa rai chấp bù bánh hà đại bà rì chìa bàn xạ xu nâng giang nà trò cô đài phì khổ cua chô tử nâng mần cua chô tử bà sà sà đà mần trác tu rò bọc phì khổ tương lai tài trác thà bò bất mà hà rì xa vẽ tiếng lai đã bỏ tật hạ cuộc mình miên sạch đầy sạch sạch nâng bệ hạ từ mình nị môn tự khăn bệ hạ rì chú viên đã bỏ mạ hạ bỏ bật ca nâng bỏ ca hẹt nây ca mình chô tử nâng hẹt nây ca chô tự khăn trọ cô tiếng lai tra hạ bí khổ tiếng lai mà hỏi tra bệ sốt nị thạ mình yêu phí khổ tương lai trọc cô đã bởi cốp đòi ông phạm buồn phí khổ mình toàn chôl tử có mình cua chôl tử lúc chôl tử hỏi có mình cua ông quý chịt trọc cô bởi cốp đòi ông phạm buồn núp ta đôi mặt đạch trọc cô bởi cốp đòi ông phạm buồn núp cử kê mình tự tuôn đòi sạch đầy bình chất mùi mình ạ phì viết đòi sạch đầy bình chất mùi mình ai a sả nạ đòi sạch đầy bình chất mùi lẹ rập bọc đại miền mùi ca rập bọc miền tràn có ai tạch mùi ca miền rập bọc bản đất có ai rập bọc sang mòn mùi ai đòi mình cổ rụp mình ai đòi sạch đầy cổ rụp mối mình ổng quý chịch đàm bây snap thò mối ca là xâm đầy thò kê mình trẻ o mối mình yêu phí khổ tương lai trọc cô đai bà cốp đòi ổng bàm buôn đi ấy phí khổ mình toàn chô tử có mình cua chô tử lúc chỗ tự đoàn hỏi có mình cua ông quý chịt sạp bàn thế con chắc ta cố thêm phụng buồn nâng được chứ này cứ chỉ cách để dương trời pro tệ bạc ông bì ta cố thêm phụng buồn nâng dương mình cua chỗ tự tế cứ ta cố tì mùi nâng cứ thả ca na đại dương
chỗ tới cứ kê ắt tụ dương đòi sẽ cái đây bình chặt thì còn chặt lọp chỗ tiếc kê hay chặt kê ắt ắt chân mà tụ đấy nè lọp chẳng hỏi bàn miền rừng ra rồi bỏ bỏ ôn khla để quạt bàn này dây mà cứ thả quạt lọp thôi chỉ còn sợ lộ rồi tới quạt từ bàn bà chìm hồi đường lộ hay mơ tới tiệc nô quạt xòm rôm chỉ hạ đôi chỉ tiệc nẹ miền trọp xâm bạc cù xòm đài tại đó phê quạt từ bàn bà chìm hồi đường bà sáng song chờ được một tiệc nô nè quân cha cùng chờ được một tiệc nô hay quạt chỉ còn sơ cầm phong tài can sạ quân cha đăng tha pê nô giang mạch tế quạt sai tha toàn chẳng hạn lô tê nè toàn chẳng hạn lô tê ông toàn chẳng hạn lô tê mình hay quân cha đăng tha mà cha kê giang mạch tế kê bằng hư chắc cài kê ở đánh khảm nà đang xong về hay quạt bê đài quạt khơi sập hiệp chẳng quạt mình cả on chật nông cả nó quạt nơi chìa không bê quạt phần thái quạt mình cả on chật quạt cực hà quạt chìa mà nông đài ọt mình cầm học sọ bà quạt phước khó hòa vầy mối có cua tại kê mà sẽ đầy thà chẳng tư mân cua kê bằng hước chạy ở khám tế mà giang tiết và tế chít không ai bỏ dương chỉ nhạc căn bệnh bụt sạc sạc nà thì cua ấy đã trừ bằng hước chạy ở đánh khám bạc này quạt ạ on chất cực thà bạn này thật luôn dường nâng vì ổn bệ nè nâng bạn này thật nông sập hiệp này bậc cua đài bần miên nâng sĩ đây trẻ thật là chư châm phục quân bạc bụt bạc thoa bạc xong dạng ná có mình trẻ thật là tự chọc tái cua tè bô la ưng thật khi nhóm mình đạc ba tê nhưng mình toàn tê rồi có cua tại nơi nghiêm nè cua tại nơi nghiêm tam thòm đa từ mình cua na bằng ao chay bằng hư chay đang bay ở đành khăm còn sơn lô rồi có lô nô tê cứ chỉ cả đài mình xong cua này dây tới không lẽ cần nặng chỉ nhẹ đài mình miên giật thiê cứ bài ni ai còn chạc nhiệt nhôm bột bò sạt có bàn tay không niêm chìa mà nông đại ruột nữ có bầy miên nữ sơ lật hoa không ca ruột nữ hay ca nà đại dương thường chẳng ca đi mình mẹn xong cua nâng mô thà chìa bà chìa chun khmai tê bì bro bà chìa chun khmai miên a rây a thoa miên vập a thoa miên bà bầy ni chìa chiết xa để slot bột là chiết xa mùi đài bên cả dược chất tục đặng cổ rụp tùm niêm tùm loa bà bây ni đâm bồ miên chạc tùm bị tu miên biên bà đà ư đà bò chạc bà thê chà là nâng được này cứ thà trọc cổ tì mùi đài dường mình cua chỗ tư nâng cứ thà kê mân tật tùa đào ý sạch đầy bình chật tê tu bây chỉ kê tự tu đại kê tự tu rồi biết cần mặc cần mời nè một mình ao cày mình bay đôi bị kê thì dây tha kê mình tha cái của mở tay nông lệ cái nạn chân mùi tiệt nó tì pì nó cứ tha kê ọt ạ phí việt đấy dương châu tới nó kê ọt lượt này sầm pè kê ọt bằng ao luôn sầm đáy nơi cặp kê ya cái hai thằng kia rồi vẽ tách tua ấy mình miền nè đó tị bấy cứ tha dương thì môn tới kê mình ao an sanh cuồng bàn này tha tự đó
từ chờ cứ chờ tới thưa mách cứ thưa tới kia mình đắng kia mình thì dây thà còn chả thì muốn cuông cà cà tê lấy cỏ tè nè nắng tì tì bấy tì bốn cứ thà lẹ rồi bỏ đài miền lẹ rồi bỏ đài miền kia miền chẳng han miền lại chờ mơm chờ ấy khơi lục tới giờ lẹ bạt ỏ nè lẹ bạt ỏ áo dương khơi nhè lại dương sông ấy chẳng tới nè đó tì pram nắng cứ thà cả là bọn miền trà nắng ao tách tách này ao tách tu chỉ là bọn nắng trà nên còn tại ao bị tách bể vì mình xong nắng cả ao ấy hay bắt tua mau tiệt nắng miền là bọn phần đất chui chẳng ai nhưng ao giả là bọn sài mòn cột kẹt chẳng từ bài chẳng ai nhưng ao tu kền đây đảm bài trồng co ấy chẳng từ kền lộ hay là bắt tua mau tiết nâng ao đòi mình cơ rụp mình ao đòi xịt đầy cơ rụp thì cứ thả ao nhưng đặc biệt đôi ao sạt chân tự bỏ ao thôi tục chào lên quần cha trong chăn muôn giờ quần ai đó thế chân tự đôi chặt chào bỏ chân bỏ ao sạt cài sạt AC chân tự nè tập cầu nâng dương mình cua trầu từ thì hãy cà na để dương châu tự hỏi khi ắt mau chật dương nằm bay snap thua thì ban đây thằng kia ắt pin chật không thua khi ắt treo nằm thua dương còn mình cù châu tự đài nè khi khi ắt snap thua khi mình mau cù chật dương nằm bay snap thua thì hãy đó là pe dương châu tự hỏi dương sầm đài thua cứ khi ắt treo chấm cù thua để dương sầm đài tiền nè à mình nâng quy chất nâng ti bằng bấy à ti bằng bốn mình trẻ cho nâng thua à mình quy chất nâng cư mình quy chất đầm bấy sạp thua đó ti bằng bốn mình trẻ cho chung phục thua tu bấy chỉ sạp hai nâng ọt bơm trẻ cho nâng thua là thun sọp thua nâng từ tiệt à, chẳng hãy phì khô mình cua chô từ căn trạc cô bạp nịch tê mình yêu phì khô tương lai trạc cô đã bạp đòi ông phạm buồn thì khổ mình toàn châu tử có cua châu tử ca châu tử hỏi có cua ông quỷ chịch trò cô đã bắt đòi ông phạm buồn ta đôi mặt đệnh trò cô đã bắt đòi ông phạm buồn cử kê khao tờ tuồn đòi sạch đầy cổ rộp mối ạ phì viết đòi sạch đầy cổ rộp mối ai a sơn nạ đòi sạch đầy cơ rụp mối mình lẹ rập bọc đàn miền nâu mối ca rập bọc miền tràn có ai tràn mối ca miền rập bọc bản nất có ai rập bọc bản nất mối ai đòi sạch đầy cơ rụp mình ai đòi mình cơ rụp mối châu tư ông quy chất đầm bây sạp thò mối ca sầm đai thọ kê trệ o mùi mình yêu phi khẩu tương lai trò cô đai pro cọp đai ông pram buôn ni ai phi khẩu mình toàn châu tử có cu châu tử ca châu tử hỏi có cu ông quỷ chật đôi chân hỏi tư trạng thả maha bò bật sa vệ ở bò tật hà cuột ca mình ban sạch đây sạch sạch lòng phi sầm nạ rồi bỏ phải ổng từ mình nị môn từ đòi bỏ cả đôi chân này bất nạ bố ràn bần đất thiền lại xông bây kê tùm nốt bùm rong đòi sạch đầy cổ rụp nông ti đài mình thuộc sân đất sân xông bây miên về tử nia chất nâng sân lạp có bán từ can ti lùm nữ nây nhẹ đài sân đất sân đài bệ rì chia có tu sửa thả nông ca na bệ ông tư truồng nòm giờ ở tây tận đi tiền bạc xa thế cả đôi to từ nị nè rương rào tro cầu tiền phẩm buồn đại cù chồ nâng mình cù chồ cứ còn tập tùy khi thế còn chả nát mình bạch phần dừa lì thèm thì còn để trong mình chả thả
trắc cô đại miên sự thía cư chi ấn đồ này sạ mà nạ rưu cổ priêm đại chi nẹ miên nơ sự đầy trơ ca nà chùm này sầm mai dương sập ngay trắc cô bạp đi cổ miên đại nà khiêm cà ná nâng cổ thu lọp chu bật tiệt chung cá bì dương phơ tầm nà tam phơ ấy về khắc thẹp liêng thẹp ấy chẳng con chắc chỉ một tô chẳng bắt một tô chồ từ tiệc kì cất hà sôm tiệc kì chờ chẳng tới bắt một tô chồ từ chặt kì kiên cùi thưng nè kì ắt miên niệm bồn thà đại côn muốn cuồng ấy chạy thế cứ ắt đi thưng nghiêm chẳng tới dưỡng của chờ sinh giáp tiệc kì chẳng tới rèn liêng tới con niệm bồn từ tiệt tử nè cất cất tới chi vật rồi bao nẹp buông chăng ná con cha nè cả tới niệm môn chăng tới có sôm tiệt kê sôm tiệt chờ phong nè một tô bảy con bảy ấy nương sôm cả lại chờ phong kê con là prau bị mì mặt cả na rồi tới kê coi nương nghiêm chăng tới ở miền ca sơn na xã su pini pino ai thế mưa tới cô ao yên đặt tai chỉ vật dương chi nẹp bùa chẳng ai nè hạt đi ban chỉ thả chỉ vật được bao dương nẹp bùa nâng trời miền sọc là tục là to tài phục quân mới cha cơ bờ on nâng chế bơm tự tu tự tam sập hi vẹt ban dương ai thật nơi không phết rồi bỏ pháp chất nâng bàn dù ca na đại dương mình bàn thật nơi không ca bì cha ra na tam sập phi vẹn này thua thường lai tế cứ dương mình ai thật nơi không phết này pháp chất nâng bàn dù lai nâng trời lê cha sức hạ bọt xên pra ơn nơi không ca nó bàn pra sama samput pra ơn trung trang sầm đầy chẳng tới đô pra ơn mình chết hà xong bây tại bộ ràn bản đất thiền lại vì ở đây tất cả tụ bây chỉ bàn nữ rồi bỏ đại chỉ ti bình chất đa kê tùm lúc bầm rong bần ai tức chất dạng na cả đói có rồi mình bần ai nữ bàn đại nế ấy xong bây tại thà trâu vê thần niên túc khói xa chất nâng slap nâng cả đói có bần ai nữ bàn chỉ mùi nâng nẹt đài mình bàn giật chặt tục đặng mình bàn sát sao chỉ mùi và này thà tu bây chưa kỳ ao và chạy thằng buôn thằng tra ơn nhàng na cả đói chỉ vô bận ba sơn na sơn nặng cái liên phi thì chạy tra ơn nhàng na cả đói phần tái nẹt đài ao những kỳ ót miên dịch đây sát sao lê cứ tra ở kỳ ao vậy chẳng tới rồi tới thưa bằng người cần tao ót cho một xã xu ở dây ở đây chỉ môi nâng xã mà nạ priêm nâng có xã mà nạ priêm nâng nơi ở bán con chá nơi ở bán tu bây cái thà cái tùm lụm rong bà chạy buôn nâng dạng nà cả đời con tái cái ở miền phiếp sạch sạch chỉ môi nâng dường mà nế con chá cả nà đại dương tự tiệt kế tu bây chìa kì điệp trong bài tận hộ bà ha ở dường bồi phô bằng na cả đói phai chơ mơm chơ ấy cả đói con tay bao mà chắc kê kê ớt mọt rộng dương kê nghiêm nghiêm kê nhìn dây mà mắt bắt chân mà mắt bắt chân sọng cơi rập biếp chìm mà nụ cùl chơ ớt miên rụt chiết kê hai thầm nụ ớt rụt chiết mà nụ đôi cùl chơ mà nụ đôi đông thmò chẳng ăn á mà nụ ớt miên bị chia bày không ca tự tu nhiều chẳng tới dương chịu nhiều nó có lụm bà đài là lụm bà không ca xâm nạ sài nơi nâng hay tu bây chị à ha chẳng ánh có vì tới chị mình chẳng ánh ở đài vì ọt chẳng ánh tới bố ấy bị bố hồ ọt miên vì cha và em là hềm là chẳng hỏi bạn chị Prasama Samput Prasama Trung Trasam Đài nơi không kia rồi vẹt pra mùi bạc ca nó miền kia rồi vẹt mùi bài nó hai thà bà đệ son thà ra kia rồi vẹt tà ca bà đệ son thà ra
cô rụp đò bà đệ xoắn thả rã bà này thả dương trời tật tù lập nhiều nâng đào y sạch đầy cô rụp tật tù lập nhiều nâng đào y sạch đầy cọt khai giật chất tục đặn xâm nay xâm nà xạ khô xạ xu khnê bì nịch bì nục thọ a vì nây sạc khá rư cô chì vượt bà trăm tháng ngày xâm rạp nẹ nơi cổ rụp cổ rộng tiệt dàng nà dàng nà xâm đáy lãng nơi phiếp xâm nạc xâm nà châm phụ khnê nè lời dương sạp rương ra nâng chìa bằng tò tự tiệt rương kế sở vẹn tạ bọ khnông a tây tạ cà កាលព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជសម្បត្តិក្នុងនគរព្រានសីព្រះរាជាទ្រង់ប្រណិមថាកេសវៈទ្រង់លះបង់រាជសម្បត្តិបួសជាឥសីបរោះ 500 នាក់ចេញបួសតាមព្រះរាជាអង្គនោះដែរព្រះអង្គមាននាមថាកេសវៈតបុស្សម្យ៉ាងទៀត នាយភូសាមាលីរបស់ព្រះអង្គក៏បួសតាមជាអន្តេវាសិកនាមថាកប្បកៈកេសវៈតបុស្សនិងបរិស័ទអាស្រ័យនៅក្នុងហេមវន្តប្រទេសអស់8ខែក្នុងរដូវភ្លៀងត្រូវការខ្សែបរុះប្រៃនិងរុះជូទើបទៅកាន់ក្រុងពារាណសី ហើយចូលទៅកាន់នគរដើម្បីភិក្ខាគ្រានោះព្រះរាជាទតឃើញតបាស់ទាំងនោះក៏ទ្រង់កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាទ្រង់បដញ្ញាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការនៅក្នុងសំណាក់របស់ព្រះអង្គរហូតដល់4ខែក៏និមន្តតបាស់ឲ្យគង់នៅក្នុងព្រះរាជឧទ្យាន ព្រះរាជាតែងតែយាងទៅកាន់ទីទំនប់បំរុងតបស់នោះទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចចំណែកពួកតបស់ដទៃសម្រាប់នៅពី3ខែរំខានដោយសម្លេងផ្សេងៗមានសម្លេងដំរីជាដើមក៏ពោលថាបបិទ្ធលោកអាចារ្យពួកខ្ញុំត្រូវសេចក្តីរំខានបៀតបៀនដូច្នេះ ពួកខ្ញុំនឹងទៅកាន់ទីដើមវិញហើយគេសវៈតបោះពលសួរថាមនាលអ្នកដ៏ចម្រើនទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយនឹងទៅកាន់ទីណាអន្តេវាសិកឆ្លើយថាបបិទ្ធលោកអាចារ្យពួកខ្ញុំនឹងទៅកាន់ហេមវន្តប្រទេសវិញ កេសវៈតបោះសួរថាក្នុងថ្ងៃដែលពួកយើងមកដល់ដំបងព្រះរាជាទ្រង់បានទទួលការបដិញ្ញាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការនៅក្នុងទីនេះរហូតបួនខែមិនមែនឬពួកអ្នកនឹងទៅយ៉ាងដូចម្តេចកើតអន្តេវាសិកពោលថា លោកអាចារ្យមិនប្រាប់ពួកខ្ញុំជាមុនសិនហើយចាំថ្វាយព្រះអាចារ្យពួកខ្ញុំមិនអាចនឹងនៅទីនេះបានទេនឹងនៅក្នុងទីកន្លែងដែលល្មមនឹងដឹងសុខទុក្ខរបស់លោកអាចារ្យបានដែលនៅមិនឆ្ងាយអំពីទីនេះហើយនាំគ្នាថ្វាយបង្គំអាចារ្យជិះចេញទៅ ចំណែកអាចារ្យគង់នៅជាមួយនឹងអន្តេវាសិកឈ្មោះកប្បកៈប៉ុណ្ណោះព្រះរាជាស្ដេចយាងមកកាន់ទីទំនប់បំរុងបានត្រាស់សួរថាលោកម្ចាស់ទាំងឡាយទៅណាអស់កេសវៈតបោះទូលថាបបិទ្ធមហារាជតបោះទាំងនោះប្រាប់ថាពួកខ្ញុំម្ចាស់ធុញដូច្នេះហើយ ក៏ទៅកាន់ហេមវន្តប្រទេសវិញក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានសំបីកប្បកៈតបស់ក៏ធុញទៀតសំបីលោកអាចារ្យខាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែពោលថាមិនអាចហើយក៏ជិះចេញទៅ
phần tay cà bà cà tạp bọ nô mân tử can xâm nạ phụ tạp bọ đài chi nhẹ chi chênh cư môn nụ tê ruông chạm sát đạp đồng nâng rạp bọ hải cha nơi khăn ông ti mân chung ai ông phi à cha bà nọ cài mọc cà là cha kết đọt phụ ân tê và sật rô khăn ông phụ cầu cà là ព្រះរាជាបញ្ជាពេទ្យឲ្យមកព្យាបាលរោគក៏មិនស្ងប់ទើបតបទូលថាបបិទ្ធមហារាជព្រះអង្គមានបំណងឲ្យរោគរបស់អាត្មាស្ងប់ឬព្រះរាជាត្រាស់ថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនប្រសិនបើខ្ញុំព្រះករុណាអាច có nâng thua sức đầy sắp bài ai đó luôn mình chắc ấy lâu này ai tập bác bố thả bó bất mà hà rì bó sân ba bà ông bà thân sạch đầy sốc đó là Atma phiếp mê ta bình chôn Atma tự can xâm nạ bụ ẩn tê và sắc chọc bà rì chi truông tật tù thả bà bây hai luôn mình chắc hỏi ai tập bọc nụ đê lưu kre tội mùi. Truông bánh chun à mát tư buồn nẹ. Miền ni ra tệ à mát chi bật thiền. Đói bánh chạy thà. Phụ lộp đăng đồng nâng. Rập bọc lộp chạy. Rập bọc phụ dương hỏi. Quap bây bánh chun đồng nâng. Mọc ai dương phò. Các bậc cả ơn tê và sắc đăng thà. A cha mọc có thua ca krao tật tùl. Ca là cha xua thả. Pua tập bọc krao ni. Từ nơi tì ná. Có prap thả nơi tì ai nọ. Nên cư chi bà vọt rương ra ư. To to mọc tiết đài Prasama Samput. Bà ông trung lương ông pi à tây tạ ni tiên rạp bọc. Kê sơ vẹ tập bọc. Đài là bà ông cư chì bà rì chì đám lòi. Bạn ta đòi ca nơi này thun tròn của bạn chân sang bà phụ bù chì bà bà chật. Miên ca bà cạ tập bọc nâng ấy chì bò rì và thuộc chì nì phù xa mê liên nụ phò. Miên bò rì và xem xem chì chì trả ơn ổng bù chì tập bọc nâng. Nói thông ca nô bà rì chì tâm lộp mầm rong đói bà ká rạp xe em xe. Phần thái bà rì chìa nâng mật bàn thông đồng rong đói ká dọc chất tục đạn thê thuê ai tập bọc. Tiếng phần mà nâng miên ká thuần thọc khlạc khlạc. Hay chìa vì xe để thuần thọc bàn tên cứ xô sạp xâm lên nằm rầy xe chìa đào. Bà tàm ká dọc chất tục đạn bọc bà rì chìa tu chìa giang ná có có chỉ ca cu xong đại mình đôi chia bà bạc và xe nó tị càng xa rộng tê. Cứ bà ông lưng dương mộc tục đặt bàm ra ở ý chân đại còn là thả. Mình bàn chỉ ca xin lật xin nào ý nà nà. Mà là hỏi xa rạc đề xong rương đề xong khăn đề nuông ai tập bọc nụ chạ chênh tư cứ đòi xa xong lê. Có lia lô gà cha, lia lô gà cha kê sơ vẹt tập bọ nâng. Lô gà cha nâng hàm khuất khai dương nâng bạc đại nhà cho mùi bà rì chi hoi. Nông là đợi phương buôn khai dương trâu nâu tì nê hả. Hát ấy bàn chi nhẹ tụng ọc nhẹ trâu tơ hay nhẹ tụng ọc nhẹ nâng tư ná. Cả lại ná. Tê lô gà cha tê đại bàn bà đại nhà cho mùi bà rì chi cả đời luộc đặt nhà nó ọt bàn mà xạ xù bụi dương thì bụi dương mình ảnh nơi tin đi bàn là có bàn thì muốn tự ọt tới cài bọc tiết xông bay để cặp và cạnh đài chìa chùm nứt rồi bọc kê xông vẹt tạo bọc thân của trâu tới tiết vụ tròm thân xông lên ọt bàn chẳng mà thà tì vọt tiết hàm đài ru nơi chất nâng đài nơi nâng chất tiết nè sọc có chì ca rùm khán đài con chạc nhìn nhôm cứ tìm cái này rồi bỏ xong nâng rộng khăn đôi xong lên rồi bỏ nhiệt nhôm để nơi chất chất vọt nâng chỉ thua mà ta mà nụng cơ hoa để nơi chất vọt nâng nơi cực rộng tiền nâng vì chú lục nê khắc tư
ជាគ្នាខ្លះទៅដៀលពូជដៀលម្បោគ្នាខ្លះទៅហើយយ៉ាងទៀតគឺថាជីវិតរបស់អ្នកនៅគ្រប់ក្រងផ្ទះហ្នឹងភាគច្រើនដែលនៅជិតវត្តលោកហ្នឹងជាពិសេសគឺនៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលច្រើនតែបេះបោចរបស់វត្តម៉ែនេះគុណចាស់ ណាបេះបោចរបស់វត្តដូចជាអុសចឹងទៅដូចជាផ្លែឈើណាដូចជាមើមឈើដូចជាបន្លែបង្ការស្លឹកជ្រៃម្ជូរអ្ហាហើយសូម្បីដំណាំដំណោយផ្សេងផ្សេងទៀតក៏បេះបោចរបស់វត្តហ្នឹងឯងហើយជួនកាលទៅកូនតូចតូចនោះមកលេងក្នុងវត្តហ្នឹងលេងនេះលេងនោះលេងឈូសដាក់ lui đã su rồi có chôn ca tới đoàn kia miền trong piêm banh sạt banh cha banh lộc priệp ấy không vọt chẳng tư bằng ca tới chia bạc bộ không vọt đang chia nẹ khô cảnh triều đòi dùm lên xem xem nè thấy mình trăm tay phần năng thể lui từ tiết นะเปิลยุบสงัดไอ้นึงโจลมักลูจរបស់របរក្នុងវត្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានថាលំបាកនៅដែរវត្តដែរនៅចិត្តនឹងផ្ទះអ្នកស្រុកហ្នឹងបាត់របស់ដូចជាចានដូចជាឆ្នាំងស្លាបព្រាពេងកែវអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាគេទិញមកសម្រាប់ប្រសងប្រើប្រាស់ហ្នឹងក៏បាត់តាំងពីកំរាលអីហ្នឹងក៏បាត់ដែរវត្តខ្លះបាត់កំរាលព្រំហ្នឹងកូនចាស់ កំរាលជួនកាលទៅកំរាលហ្នឹងមិនមែនជាកំរាលព្រំអាធំធំហ្នឹងទេអាកំរាលលោកគួងហ្នឹងណាប៉ុន្តែវាស្អាតស្អាតវាមានតម្លៃអញ្ចឹងទៅលួចយកអារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយជួនកាលទៅក្នុងទីវត្តទីអារាមអញ្ចឹងទៅក៏មានប្រុសខ្លះមានស្រីខ្លះក៏ពាក់ពពូនគ្នាមកសម័យយើងសពថ្ងៃហ្នឹងក៏វាមាន មកចែចូវគ្នាក្នុងវត្តក្នុងអារាមអីចឹងទៅឌឺដងដាក់អណ្ដើតណាស្នេហាស្នេហ៍ហឺតអីពេញវត្តពេញតារាមអញ្ចឹងក៏មានដែរប្រុសស្រីពពកពពូនអីចឹងទៅវត្តយើងហ្នឹងវាមិនទៅជាវត្តទីវត្តអារាមមិនមែនជាទីកន្លែងសម្រាប់ស្ងប់ស្ងាត់ទៅវាជាវត្តសម្រាប់សាងស្នេហ៍សាងអីចឹងទៅ ណាធូបបីសរសៃដុតនៅមុខព្រះសម្បត្តិជាមួយគ្នាក្រោមដួងចន្ទ្រាអីខែភ្លឺថ្លាអីចឹងទៅយកព្រះធ្វើជាសាក្សីតបដេះតបដាស់អីចឹងទៅណាចឹងបានជាថាគួរឲ្យស្រណោះគួរឲ្យអាណិតវត្តមែនគុណចាស់នឹកឃើញដល់រឿងហ្នឹងណាតាមពុទ្ធិការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការដែលព្រះញាតក្តី ការដែលជីវៈកោមារផាច់ក្តីតាមដែលព្រះរាជាប្របាទពុពិសាលក្តីយាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យត្រួងយាងទៅកាន់ដែនរបស់ព្រះអង្គនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គតែងតែមានពុទ្ធិកាកន្លែងរបស់សមណៈរបស់បព្វជិតដូចជាភិក្ខុសង្ឃនឹងគួរជាទីកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់ ណាគួរជាទីកន្លែងដែលប្រាសាទនៅសំឡេងរបស់បរិសុទ្ធត្រីនៅក្នុងកាលនោះមនុស្សក្នុងកាលនោះគេយល់គេដឹងគឺគេរៀបចំសួនដូចជាសួនណារឹសីរបស់ព្រះបាទពំពិសាលឬក៏សួនស្វាយរបស់ពេទ្យជីវៈឬក៏និក្រូតណានិក្រូតធារាមរបស់ព្រះញាតដែលបានសាងថ្វាយនោះ ណាដូចនេះគឺថាយកចិត្តយកប្រតិទុកដាក់ចំពោះភិក្ខុសង្ឃនឹងណាស់ណាកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់កាលណាដែលភិក្ខុសង្ឃស្នាក់នៅទៅក៏មានឱកាសក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រធម៌អវិន័យសិក្ខាអប់រំចិត្តមានមុខចំពោះទៅកាន់កម្មដ្ឋានណាស្ដាប់តាមអាវាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបដិបត្តិទៅណាចិត្តរបស់លោកស្ងប់ ចឹងទៅអាចិត្តខ្វាយខ្វល់អាចិត្តជាប់ចំពាក់ដោយរូបសម្លេងក្លិនរសផលថាពៈជាទីត្រេកអរជាទីរីករាយជាទីញៀនញាមនៃចិត្តហ្នឹងក៏វាសាប្រលៀប
từ đời xa sập hiệu vẹt khăn khai đứng viên mình sơ chỉ viên mình sơ chỉ miền khá bạc tục nâng phong đài nà ngày nâng dương sắc xa bằng nâng cho con chà ná nà ngày cao chăm dương bằng to tiệt xôm ạ nụ mô tư ni nà nực nông ngày này cư chịt ngày bột bì rột khai chnam ruộng chất vá sa putta sakrat bì bòn pram rai hà sa pramoi trơ nâng thay tì pramoi khai pramoi khai mỹ thu ná chnam bì bòn đập bì nhưng trơ sắc xa mân to rương bì mân sal mân cư rương pra bát vị đu đếp hẹ có bàn tay nơi khnong kha sai rương ra chi chra ấn đại dương trâu sắc xa đại chô triệt nực nông rương ni đào yà srei a tây tạ ni tiên đại prasama samput praong trung tra sâm đai dương sắc xa nực nông kâm pi thoa mạp bọt ni cư dương bàn riêng nư pravot rương rao tiên a tây tạ na tiên pachuk bọn hai dương cơ bản vô đăng ngầm phì thua rộng bọc bệ sả mạ sàm bụt nụ phong đài cư chìa ca đài dương tự tù bàn nơi châm nè chế đăng tù chìa dàng ná có dàng hào chá ná có bàn nơi sạch đầy chết là phì prù dương bàn sắc xa ngầm phì bà vọt nây bệ hà rây dạ bục khul đại lục miền pro có đây pro bật nước thọ miền xây là vật acharya vật đò chitti chetla nước non nước còn liêng lắm chỉ mùi nương bọc cô đại pro bật nước thọ mình pro bay có ban chi cái tệ xâm nhập chỉ vật là bao nhiêu đại trừ vía trừ lẽ bằng nơi ở vậy đại chi thằng vừa mình lọ nước chân hay ca sắc xa là bao nhiêu cứ dương sắc xa là hồ tam lục đập này sư phụ mùi cơ bà hơi mùi cơ bà tiệt mùi cơ bà hơi mùi cơ bà tiệt ấy nhiệt nhôm phật bồ đề sát đài mình che an nữ a só có ai sư đập bàn ấy ngày cày từ có ai giờ từ tiền tuột giờ từ sư đập bị pru sát xa này cứ miền ca thọt tục chỉ cơ sai này bạch thọ sầm rạp chun chum non cày sầm rạp nhẹ đai mình che hạt so à sập đập bàn hay che hạt so tách tách à bạc sử phơi tiền tuột nè còn lại nhà đài mình sử dụng co sập đập cả phần dụng khắc là từ nè cứ chỉ riêng là on nè cứ trong hệ sa nơi Phật Bồ Tát chân nè Phật Bồ Tát Sama Samput nâng phong chẳng ai put bỏ ra sát nâng bàn nơi sạch đầy trẻ thà là nhằm phụ quân Praharatana trái nước phong đài em mà sao mình dương sắc xa mà đo chấm nọt này sạch đầy sạch sạch nâng ca đài mình sạch sạch ca ru nơi chìa mùi một cuốn đài miền nơi sạch đầy sạch sạch rộp an rộp rộp như từ vinh từ mơ cứ sập bài chất trái o nông chất có bàn tay cả để ruộng nơi cho mỗi một cô đại miền miền nơi dịch đầy sạt sna bắt tụ bay chia kia do chất tụ đặt đòi bạch chay tương lai buôn mình miền ca khoác hạt chẳng na cả đói cô mình miền nơi dịch đầy sập bài trời o rồi hốt đo cả chung ngư nâng cổ miền đài hạt ní chạp đại nơi nông trung sạt đại nơi nông trung tụ bay chia cái ao nơi chấm này đại miền ruộng chiết ngang vì xa rứ có cái đạn được nông trung biết chẳng ná sạt bạ xa bạ xây nốt tay tại rồi lơi đầm bay kịch tranh nhầm pí trung nốt chẳng ná cứ bộc cô đại bàn ruộng nơi chỉ môi nâng một nốt đại mình chật tì sạt sạt nè nốt tụ bay chỉ cái ao phải chay tiếng lại buồn nâng ấy
tam sĩ đây bình chất chẳng ná cổ ca ru nâu nâng mân miên nâu sĩ đây sập bài đài lời gom ai khát bê dương nâng sạp chi mân to tâm phô sam sập pram nạp mân toát khẳng lớ tệ tơ rương tạp bọc rương tạp bọc hay nâng on tê và sắc đài trời miên cách tu nê ti châm phục nghe từ vinh từ mộng kê sá vẹn tập bọc hay nâng cặp bạc cạng trong tiếng ơn tê và sắp xem xe anh chết để trời bê khlạc của rút chào nghe bê khlạc tới rút chào lắng khăn ông ca ruông chăm nè lâu dàng na dàng na cứ dương sạch đập bằng to thực tiết dương nâng bàn đằng hay đẹp bọn trung trang xâm đài như rương ní cứ tiệ tớn nói xa tay bệnh rì chia nâng ấy miền nơi ca tục cùng vò miền nơi dịch đây mình sắp bài bệ hạ đất tây tròn đại vị khổ tương lai nhưng mình phương nơi dịch đây sinh nật sinh châm phu bệ ông hỏi bạn bệ sama sam put bệ ông trung trắc sắp đây bệ vọt đường ra này ai ông tê và sắc tàng nụ đăng thà a cha rập bọc luôn mọc có mọc bệ chung khía khnông tì nụ thoai tức cả nào nâng phò la phò đó là cha rô cổ sngọc nông khả nạ nụ ảnh phía tạp bọc nụ miên văn nạ đôi miên nông cầm lòng bê phi bây thay bọn nọ kì rê nụ nê rật tệ à mát xua thả bọ bất kê sở vẹn đồ miên chộp a cha rập bọc dương khả nhóm nị lẹ bóng phía bát bê riêng nà xây đá chìa thôm chiêng bọn nụ chì nẹ aoi nơ sạch ở đây prathna tiếng buồn hỏi ban trai o khnong asram ra bọc con sơ chmu kap baka ta đòi ưu bài đôi mà đạch nó ta bọc lời thà mình yên làm mạt ruốc tiếng lai đòi chân anh cu rì rì cổ miền đam chơ tiếng lai chia ti rì rì cổ miền bịa chia sụ phía sất tiếng lai rập bọc cặp bạc cặp tay thưa ơi át má trệ o bàn nia rập tẹt xua thà lục mà cha chăn chẳng hẳn ông co nơi sơ xa lệnh đại xong đòi rút sạch đồ chẳng ảnh hát đôi mà đích ban chia sổ ngài nâng xa mơ kê lần lộp đại bần miên rút phái xong thưa ơi lục mà cha trệ o bàn ta bóng cho lời thà bục cuốn miên sạch đầy sạch nà bò rịp hộp phô chôn nà tu hộp bây chẳng anh cả đây mân chẳng anh cả đây tạch cả đây chả ơn cả đây khăn ông còn lại nà mối phô chôn nô đài bục cuốn bò rịp hộp hỏi khăn ông còn lại nô chìa phô chôn bà xà bố sạch đầy sạch sạch nà chia rút giang cây lệ Phrasasada prachum chia đọc Phrasasada lúc truông nôm thoa mà tê sna ní mọc hỏi truông pramol chia đọc hỏi trạc thà Phrasri chia khnong kriya nô ban mọc chia mô kỳ liền Nhi rà tê à mát ban mọc chia sa rai bột ân tê và sật chmu kap baka ban mok chi anon ke savya tabo kư dương tatha kut ni ai đuoch nai hai tra tha yang no hai maha bo pat bandit khnong kal mun som bai mien nau vetania chit nang slap ko dai ko nau tae te kan samna nea dai snat snal nang khluon dai xa vẹ tiếng lai rồi bỏ thật hạ cụt bỏ hai chìa mật bàn nơi sạch đầy sạch nà ông phí xâm nạ rồi bỏ bỏ ông hai mươi lửa tử nà ní cứ bỏ xâm á xâm phút bỏ ông trung trang xâm đầy nhầm phí rương ra rồi bỏ bỏ ông có đôi chìa bỏ sạch bột bỏ mô kỳ liên nâng bỏ non đại bàn luộc dương dơ cầm nà
chỉ nè rùm sọc rùm tục chỉ môi nâng khỉa em bìa thầy tạ ca nà đài l nê rật tẹt à mát bàn xu đò kê sơ vẹ đài l chỉ tu ong presma sam put khnông pa chọc bòn nê thà giang mách thà prahri chia nơ khnông krong viên nà xây nâng ai bàn tùm nộp bòm rong mân khoa tê ao nhiêu sự đầy bất na tiếng buồn, hãy cho hạt ấy ban chia lục năng ấy, có mọc trệt o rì rì, từ chỉ miên sự đầy cho chấm bẹ, chỉ môi năng đam chơ, nơi không phơi không ấy chẳng ban, bẹ tập bỏ năng chơi thả. សុភាសិតណាពាក្យសុភាសិតនឹងគឺជាទីត្រេកអររីករាយសម្រាប់ព្រះអង្គហើយនេរតៈកុសូទៀតចោះព្រះរាជានឹងបានថ្វាយនៅអាហារគឺអង្គស្រូវសាលីដាំជាអាហារព្រមទាំងរសសាច់បើឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែមិនជាទីត្រេកអររីករាយរបស់លោក រីឯស្មៅកែលលោករឺក៏ស្រងែដែលអត់មានរសជាតិឆ្ងាញ់សោះបែរជាអាចធ្វើឲ្យលោកនឹងឯងត្រេកអរទៅបានវិញដោយសារហេតុអីបានព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសភាពនៃសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលណាគឺចង់បញ្ជាក់ថាការបរិភោគជាមួយជនដែលមាននៅសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាទោះតិចឬច្រើនក៏រមែងមាននៅសេចក្តីត្រេកអរពេញចិត្ត ដូចយើងបរិភោគអាហារចឹងគុណម្ចាស់កាលណាដែលយើងបរិភោគអាហាររួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងគ្នាដូចជាគ្រួសារមួយមានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនកាលណាដែលប្តីទៅមានស្រីថ្មីឬក៏ដល់ពេលអាហារព្រឹកល្ងាចឬក៏អាហារពេលថ្ងៃយ៉ាងណាប្តីមិនបានចូលរួមបរិភោគអាហារជាមួយ ឬក៏ប្រពន្ធនឹងមិនបានចូលរួមជាមួយគឺការបរិភោពអាហារបែបនេះវាធ្វើឲ្យអាហារដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហ្នឹងវាទៅជារឿងមិនឆ្ងាញ់ដោយសារអីដោយសារតែទឹកចិត្តនៅក្នុងការនោះវាលានោះវាជាទឹកចិត្តដែលច្របូកច្របល់ពីព្រោះចិត្តផ្សេងអញ្ចឹងហើយបានមានអ្នកមានខ្លះមានលុយមានកាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិមានវិឡាឡានជិះលុយសឹងថាចាយមិនអស់ក៏មាន ប៉ុន្តែសួរថាគាត់មានសេចក្តីសុខទេឆ្លើយថាគាត់អត់មានសេចក្តីសុខទេពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះលោកប្តីគាត់នឹងគាត់អត់បាននៅរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងប្រពន្ធផ្ដាល់តែលុយកាក់ឲ្យមិនដឹងថាសេចក្តីសុខរបស់ក្រុមគ្រួសារនឹងស្ថិតនៅលើអ្វីណាវាមិនមែនស្ថិតនៅលើត្រឹមតែលុយត្រឹមតែកាក់អញ្ចឹងទេ វាថត់នៅលើទឹកចិត្តរបស់យើងនឹងរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងគ្នាມັນខ្វះទេលោកជំទាវខ្លះដែលយំសោកកន្ទុកកន្ទិញព្រោះតែលោកប្តីរបស់គាត់នឹងឯងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លះកូនលះប្រពន្ធចោលទៅរស់នៅជាមួយអ្នកខាងក្រៅអញ្ចឹងទៅក៏មានហើយលោកប្តីខ្លះហ្នឹងក៏យំសោក កន្ទុកកន្ទិញដែរដោយសារអ្នកស្រីប្រពន្ធនោះទៅខាងក្រៅអញ្ចឹងដែរធ្លាប់លឺអញ្ចឹងទេគុនចាស់កណាធ្លាប់ឯងក្មេងៗធ្លាប់លឺទេណាធ្លាប់លឺអញ្ចឹងដែរអាហ្នឹងគឺជារឿងពិតណាស់ណាអញ្ចឹងហើយបានថាត្រឹមតែសម្លរម្ជូរតកួនឬក៏លហុងឬក៏ត្រឹមតែ សម្លរធម្មតាធម្មតាប្រហុកអីចឹងទៅយើងរួមសុខរួមទុក្ខហូបរួមគ្នាក្នុងគ្រួសារគឺឆ្ងាញ់ណាស់ណាឆ្ងាញ់សប្បាយចិត្តទៀតធ្វើស្រែធ្វើចំការអីទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានថាសេចក្តីស្នេហាណានិយាយចូលមកមាត់ពីរទៀតទៅចុះសេចក្តីស្នេហាហ្នឹងវាស្នេហារវាងបុរសស្ត្រីហ្នឹងវា វាមិនមែនថាត់នៅលើលុយកាក់តែម្យ៉ាងទេវានៅលើទឹកចិត្ត
ព្រោះខ្លះស្រីខ្លះអត់ដឹងថាស្នេហាគឺជាការថែចិត្តនឹងចិត្តចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកទេថែចិត្តនឹងចិត្តមកនៃថាជាការស្មោះត្រង់ស្មោះស្ម័គ្រជាមួយគ្នានឹងគ្នាហើយក្រោយមកទៀតបានព្រះអង្គប្រជុំនៅជាដករួចទៅបានព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធិកាចំពោះព្រះរាជាព្រះបាទបសេនតិកោសលនឹង ប្រហែលជាសាវៈរបស់តថាគតនឹងមិនបាននៅសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងសំណាក់ព្រះអង្គហើយមើលទៅបានជាលោកអត់គួងចាំទទួលនៅចង្ហាន់របស់ព្រះអង្គគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនទម្លាក់កំហុសទៅលើភិក្ខុទាំងឡាយហើយព្រះអង្គនឹងក៏មិនបន្ទោសបង្អាប់ព្រះរាជាអីណាស់ណាដែរគ្រាន់តែព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធដីកានាំរឿងអតីតនិទាន ហើយគ្រាន់តែព្រះអង្គប្រើព្រះពុទ្ធវចនៈព្រះពុទ្ធដីកាត្រឹមតែពាក្យថាប្រហែលណាមិនទាន់ពិតប្រាកដទេគ្រាន់តែថាប្រហែលណាគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គទ្រង់ទុកមុខមាត់ថ្វាយព្រះរាជាដែរតែតាមការពិតនឹងមកអំពីព្រះរាជានឹងឯងដែលធ្វើឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនឹងលោកមិនគួងចាំទទួលនៅចង្ហាន់នឹង ដោយសារព្រះរាជាហើយបន្ទោសព្រះរាជាទាំងស្រុងក៏មិនកើតដែរពីព្រោះព្រះអង្គនឹងភ្លេចណាពីព្រោះព្រះអង្គភ្លេចប្រើគេណាព្រះអង្គគ្មានចេតនាអីអញ្ចឹងទេគ្រាន់តែព្រះអង្គនឹងភ្លេចឥឡូវយើងស្ដាប់តទៅទៀតព្រះរាជាទ្រង់បញ្ជូនព្រះរាជសារទៅសូមព្រះរាជធីតានៃសក្យរាជ ព្រះរាជាទ្រង់តម្រេះថាយើងគួរធ្វើសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃតើយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាណោះដូច្នេះហើយទ្រង់ត្រិះរិះទៀតថាគួរធ្វើព្រះរាជធីតានៃព្រះញាតិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះរាជដំណាក់ កាលបើដូច្នេះហើយពួកភិក្ខុកំឡោះនិងសាមណេរក៏នឹងអាចស្និទ្ធស្នាលហើយមកកាន់សំណាក់របស់យើងជានិច្ចដោយគិតថាព្រះរាជាជាព្រះញាតិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលុះទ្រង់ព្រះតម្រិះដូច្នេះហើយក៏បញ្ជូនព្រះរាជសារទៅកាន់សំណាក់សក្យរាជទាំងឡាយថា សូមសក្យៈទាំងឡាយប្រទានព្រះរាជធីតាម្នាក់ដល់ទូលបង្គំជាខ្ញុំហើយផ្ដាំទូលទាំងឡាយថាពួកអ្នកក៏បីសួរថាជាព្រះរាជធីតានៃសក្យៈអង្គណាហើយសម្មោសក្យៈបានថ្វាយធីតានៃនាងទាសីដល់ព្រះបាទបសេនតិកោសលពួកទូលទៅហើយ ទូលសូមព្រះនាងម្ចាស់មួយអង្គអំពីសក្យៈទាំងឡាយសក្យៈទាំងនោះប្រជុំគ្នាហើយទ្រង់ព្រះតម្រេះថាព្រះរាជាជាបពុដតីបើពួកយើងមិនឲ្យទេនោះព្រះរាជានឹងធ្វើឲ្យយើងវិនាសកកាលពលដោយត្រកូលព្រះរាជាអង្គនោះ មិនស្មើនឹងយើងឡើយពួកយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាទើបល្អមហានាមត្រាស់ថាធីតារបស់ខ្ញុំម្ចាស់ឈ្មោះវាសភៈខតិយាកើតក្នុងផ្ទៃនៃនាងទាសីជាអ្នកមានរូបរាងស្រស់ស្អាតពួកយើងនឹងឲ្យនាងនោះលុះទ្រង់ប្រឹក្សាគ្នាដូច្នេះហើយ ក៏ប្រាពុទូថាប្របីណាស់ពួកយើងនឹងថ្វាយធីតាដល់ព្រះរាជាទូតសួរថាជាធីតារបស់សក្យៈអង្គណាសក្យៈឆ្លើយថាជារាជធីតារបស់មហានាមសក្យៈរាជដែលជាព្រះអរហរបស់ម្ចាស់ពូនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឈ្មោះវាសភៈខតិយា ទូតទាំងនោះទៅក្រាបទូលព្រះរាជារបស់ខ្លួនព្រះរាជាត្រាស់ថា
Vụ nẹ chô bà nhạp nô mộc cho. Có thoa mạ đá. Vụ sạc chạ miên có lạ bạch tràn. Nâng quạp bây bánh chun cô niêng tia xây màu. Có ai bà bà tự bàn.